Thôi em ấy tìm người khác đi, thì không phải là chơi ba gì, em ấy rất đẹp, rất dễ thương luôn á. Là có xem mà thấy đẹp hơn vợ em luôn á bộ. Đẹp hơn luôn đó. Nhiều luôn. Trắng nấu, mặt cười có 2 đồng tiền không húm. Chung là canh túc nhất đó, rõ ràng là không phải là giờ là từ chối chơi ba gì. Em này nè, em còn rất là trẻ, rất là đẹp. Tương lai còn nhiều lắm, nhiều người đàn ông lắm. Chứ đừng có suy nghĩ mà dạng giờ về ở bên em là nhiều tương lai cũng như là không rồi đó, như là hủy hoại tương lai luôn đó. Chỉ biết làm được lao động vô con thôi chứ biết đủ hơn rồi. Ở đó mà tính tới chuyện tương lai sau này không được đâu. Em già em là không thương em đó, là kêu muốn kêu em nó suy nghĩ kỹ lại đi. Chứ mình đàn ông mà đâu có sợ lỗ mất mát gì đâu. Có buồn em cười cho em coi. À đúng rồi. Rồi em cười nha. Tại vì á là em thấy em nói là em thích cái nụ cười của anh. Đó, bây giờ nào thích á nói anh tí anh cười cho em coi. Rồi bây giờ anh chúc cho em đó sớm tìm được cái người mà ưng ý với mình, phải không? Với lại kịp tí kìm được thêm một hai đứa con xinh xắn. Đó là hai đôi bên được hạnh phúc, không? Vui vẻ, làm ăn rất là có tiền giàu có, tương lai rất là sáng. Đó. Rồi mỗi khi em buồn lên mạng, đó coi anh, lúc nào cũng có trên mạng hết. Ai à? Chị Thu Hương. Là... Tưởng nay nhắn tin với vợ chứ. Chị gửi mật ong cho bà nội uống gì nè. À là chị Hương mà hôm bữa mua cái điện thoại đúng không? Chị muốn cho mình mật ong đúng không? Xin địa chỉ cho mật ong ha. Thì mọi người ạ, này cũng chị Hương chị rất là tốt, chị cũng muốn giúp đỡ cho, thì gửi địa chỉ với số điện thoại cho chị là có người ship hàng giao đến thôi. Thì nhà chị nuôi ong đó. Ừ. Ông rừng đó. Ừ. Vậy là ok rồi, ngon rồi. Chờ có chị lên. Ủa là gì? Chị gửi tấm hình gì vậy? Có điện thoại mới. Coi phim của Lực Tàng. Chúc mừng em có điện thoại mới. Ok. Người ta chúc mừng như vậy là vui rồi đúng không? Chứ ai đâu mà giống như mấy cái nhân vật kia. Hay là nhắn tin mẹ cho vợ đi. Hay là nhắn tin cho vợ đi. Ủa dễ gì. Hả? Nhắn tin lên đồ chém không lên đâu. Anh Nhật, cậu giờ anh Nhật cầm cái mic nói chuyện chắc nãy giờ cô chú nghe hết trơn luôn rồi. Chắc cú luôn. Nãy giờ có nói xấu gì không vậy? Có đâu. Đâu, tao đang chửi cái người mà nói xấu thằng Nhật. À nói xấu thì sao, đây sẵn đó. À là ganh anh tức ở với thằng Nhật đó mà. À câu chuyện đó làm sao? À thì gọi điện đến cho Lực Tàng có đăng lên trên kênh á, tí nữa Lực Tàng đăng mọi người sẽ nghe được cái đoạn ghi âm đó. Từ nãy giờ có mic thì chắc cô bác cũng hiểu được cái câu chuyện của mình rồi. Không biết cô chú nãy giờ có nghe được không vậy? Không biết nữa. Là chim vô cổ xong đi lăng băng hai có nghe được không? Hai anh em ngồi đây nói chuyện là vô giờ mà chắc có lẽ vô chắc luôn. Mà vô mà anh em ở đây nói thật với cô bác là sự thật nó rõ ràng, anh em cũng chẳng có cái gì giấu giếm mà cũng không cho nghe hết. Quay phim là nói thẳng nói thật. Giúp được thì giúp. Đó. Đưa lại. Chứ một hoàn cảnh như vậy đây. Đây là hôm nay là sao là đó. Đúng rồi. Hai mắt bự quay của em. Anh review đi, anh tự review đi. Cứ biết đâu review. Thì anh cứ giới thiệu đi. Đâu này có bộ máy ra. Sao đâu biết được đâu. Sao có biết đó, được. Nó trên cái hộp kia kìa. Trên cái hộp á, đây là cái men thôi. Nè, ơi coi cho một cái cây cài đặt đó gì. Cái này nè. A40 hay gì á? A57. A57 hả? Ừ, cài đặt nè. 46 triệu. Bấm như cài đặt 900. 45 triệu 900. Giới thiệu điện thoại đó. Ừ, thiết bị. À, đúng rồi. Xử lý kiểu máy. Chị. À đây nè, Oppo A57. Oppo A57. Có ai giữ đi, review đi anh. Đại gia Nhật 5 con. Oppo A57. Oppo A57. Ủa cái RAM đó là mà 4 4.00 cộng 1 đó là sao đó? Cái nào? Cái RAM gì nè, cộng 1 là sao? Đâu? Là RAM 5GB. Bộ nhớ là cái này là hàng xịn hơn hàng của em rồi đó. Mà công nhận là mày cũng hay á. Mày cứ đến với một U nào đó là mày lại có một phần quà. Mày cứ đến với một U nào đó là có phần quà. Vậy thì mày cứ chọn U mà đến với việc gì đâu mà.
Hả? Ngoài đất luôn á. Còn U 29 nữa, đang bí mật chưa được bật mí đây mọi người. À đúng rồi, còn U 29. U 29 giáo viên đồng hoàng ghê ghê. Nhắn tin đồ, nói yêu đồ. U 29 là có lẽ ưng. 29 luôn. 29 luôn. À, anh hỏi em nè, tình hình là có cái U29 thì em nghe clip hôm qua là chắc có lẽ là chưa nghe sơ sơ đúng không? Là làm cô giáo ở ngoài Bình Định. Sai gì? Ờ, chồng bỏ cách đây 2 năm rồi, chưa có con, lấy chồng về được 2 năm đó, là bỏ 2 năm rồi. Ồ. Tức là lấy chồng năm 25 tuổi á. Sao không có con ngủ, tới 2 năm không có con là sao? Thì không biết nói. Nếu là mà em nói vợ 2 năm đẹp bèo lắm, 2 đứa rồi đó. Sao không có con ngộ ta? Thế nào 2 đứa à? Mày đúng thiệt bộ, lấy vợ 2 năm là 2 đứa rồi đó. Bây giờ anh cho em coi hình của cô đó rồi à, em có cảm giác như thế nào? Cô cũng nói rằng là muốn về ở với em để chăm sóc cho mấy đứa con. Và cô ấy là có rất là nhiều kinh nghiệm khi là làm giáo viên mầm non mà. Thì là rất là nhiều kinh nghiệm trong cái khâu gọi như là chăm sóc trẻ em. Thì em thấy là hay là anh ghép cho em cái cô này để về khỏi cần cho các con đi học nữa, mà mở luôn cái trường ở đây thì điều sao đây, cái nhà em cũng 5 đứa rồi thì em về em đạp thêm 5 đứa nữa là gọi như là mở cái trường luôn. Đây hình đây. Hiểu luôn. Hả? 29 tuổi nha. Vậy là nó gì kinh ta? Kinh gì vô nè? Hả? Kinh này như nó gì kinh vô nè? Kinh gì? Kinh điển. Kinh khủng khiếp. Cô giáo mà. Ừ, thì cô giáo. Ở Bình Định. Thì em cảm giác như thế nào đối với lại cái cô giáo này? Chung là cô giáo này còn trẻ rất là đẹp. Chung là không trong nội năm đứa con em đâu. Vì như là khủng hoảng liền, ba ngày chép chạy gì không kịp liền. Không được. Gia đình người ta cũng đồng ý, cha mẹ cũng đồng ý khi có em. Biết vậy, em rất biết vậy phải không? Em rất là quý mà không có được đâu. Lý do sao không được? Tại nói em này còn trẻ, còn rất nhiều người mà rất nhiều người để ý đến phải không? Không như là em thì năm đứa con là không bao giờ giữ nổi năm đứa này đâu, em nói thiệt. Tức là bảo đảm luôn 100%, không có giữ bao giờ bị giữ nổi năm đứa con em, rất là nghịch. Mai mốt nó cũng đi học đi chứ nó đâu có ở nhà đâu mà. Thì có trong thời gian này em cũng đã nói rồi, em không có chấp nhận một ai trong thời gian này, em không muốn chấp nhận một ai nào khác. Không, em cũng có nói là em 29 á, cô giáo á cũng có nói rằng là chờ bao lâu em cũng chờ đến khi mà thì anh ly dị thì thôi. Thì em đó có cái lòng vậy nó rất là quý, em rất là trân trọng, rất là quý. Nhưng mà sợ tuổi thanh xuân của em là còn trẻ thôi, sao chờ mất cái tuổi thanh xuân tội nghiệp cho em 29 tuổi này, hiểu không? Nói chung vậy. Tức là vẫn mong ước được như vậy, nhưng mà bây giờ là thương cho số phận của em ấy là tuổi đang còn trẻ. Đúng rồi. Mà đến với Nhật là 5 đứa con rồi thì cái tương lai nó sẽ rất là khốn khổ. Khốn khổ lắm. Đúng không? U mờ lắm, không có được sáng lạng đâu. Em tiết kiệm người khác chứ ly thiệt. Chứ thứ tiêu lai như vậy không muốn mà một ai mà vô dính với em là khổ thêm nữa. Là em đã trong hoàn cảnh khổ rồi thiệt. Chứ ai có người vô với con mình cũng vui lắm chứ. Sợ cho em này nè, không vô như đây là như là tương lai u mờ luôn, lũi đầu vô mấy đứa nhỏ thôi không à, chứ đâu có mà dạng mà tương lai như người ta đâu. Nói chung là vẫn thương thì cho em ấy. Em này còn trẻ, rất là đẹp, rất là xinh. Có nhiều người còn ngoài đời, người ngoài xã hội rất là còn tốt hơn nhiều, tương lai còn sáng hơn em nhiều. Thì em này em 29 tuổi có tình ý gì em trân trọng, rất là quý. Em sẽ ghi nhận cái tình cảm của em đó mà anh phim một điều là ngoài xã hội còn rất là nhiều thanh niên rất còn tốt hơn anh nhiều. Lại tương lai nó còn sáng hơn nữa, anh năm đứa con lũi giữ anh thì sợ khổ, sợ tội cho em thôi đó. Chung em suy nghĩ kỹ lại đi. Thì em cũng có nói là tình yêu là vượt rào cản tất cả mọi thứ, khi mà đã có tình ý với ai rồi thì đến bất chấp, không cần phải biết được rằng là sau này cực khổ như thế nào.
đó thì nói rằng là thương em, thương Nhật á, là thương rất là nhiều thứ, và đặc biệt đó là thương về cái nụ cười của Nhật. Nhật có thể cười to và te tét ra để cho em ấy nhìn được không? Súng răng kiểu cười, đẹp không, nhưng mà em ấy lại thích cái nụ cười của Nhật, em mới đau này chứ. Nụ cười chim chúm mà phái nhộ ta. Đó, một nụ cười, nói là em thích nhất là cái nụ cười của Nhật. À, hỏi ngoài cái nụ cười thì em có còn thích gì nữa không? Thì nói rằng là trên tất cả cái gì ở trên người anh Nhật là em đều thích, nhưng mà đặc biệt là cái nụ cười là em thích nhất. À, đó là em nói chuyện trong clip trước á, mọi người có thể nghe đó. Là em 29 cô giáo đồng hành. Nói chung là cô một cô gái nói chuyện rất là dễ thương, hoạt bát lanh lẹ, qua cái cánh đánh giá con người là được tài nhận nhìn nhận như vậy. Và rất có học thức, nói chuyện rất là suôn sẻ, vui vẻ và hòa đồng. Thì anh cảm giác là nếu như mà thực sự mà em ly dị vợ sau này á, thì người phụ nữ đó có khả năng rằng là nếu mà chịu đến với em thực sự mà là với một cái tâm thật nha, thì đó là ưu tiên là phải nói đến số 1. Thứ nhất là về mặt tuổi tác, thứ hai là về kinh nghiệm chăm sóc các bé. Đó là chị là em này cũng đã có một cái ngành nghề là làm giáo viên mầm non. Giáo viên mầm non. Ừ. Thì em nghĩ một giáo viên mầm non thì người ta đã chăm sóc trẻ em nhiều như thế nào mà em dám khẳng định là em ấy không nuôi nổi 5 đứa con. Nó nghịch cỡ nào thì nghịch, thì em ấy cũng đã từng trải qua trường rồi. Không nổi. Không nổi đúng không? Vẫn không nổi. 100% các em là ba cha ruột cái ly mà em biết cái 5 đứa như thế nào, không bao giờ nổi đâu. Ừ. Như vậy là có khả năng là em khẳng định không nổi thì... Nếu mà thật sự mà ruột thịt của mình á, mình chịu nổi. Nếu mà người không ruột thịt mà không có cái tâm, không bao giờ chịu nổi. Ừ. Đó là em vẫn chưa tin tưởng rằng em sợ lắm thiệt, sợ một người nào đó không biết như thế nào, mình cũng chỉ biết sợ gì. Con cái mình nó đã thiếu tình thương của mẹ rồi, em không muốn mà để mà nó người khác mà như là tác động tay chân với con em á, không thấy em không suy nghĩ điều đó là em sợ rồi. Chứ không gì hết, đã con em nó thiếu tình thương của mẹ rồi, em đau lắm rồi. Giờ thêm như là mẹ ghẻ con chồng rồi đó, em cứ suy nghĩ điều đó thôi, em cũng sợ lắm, thì sợ con em đau này nọ lắm, sợ nó mặc cảm luôn, sợ tự kỷ luôn. Vậy thì nó thiếu tình thương của mẹ nó từ nhỏ tới giờ rồi. Anh nghĩ rằng là em ấy đến với các con của em thì không trụ nổi, nhưng đến với em thì em nghĩ có trụ nổi không? Đến với em thì em nghĩ có trụ nổi không, loại trừ mấy đứa con ra? Chúng mà đến với em thì em sao cũng được không? Không, em ấy so với em thì có trụ nổi không? Tại vì em đang em anh nghe nói là em đẻ sồn sồn như vậy thì chắc có lẽ là em rất là mạnh mẽ, thì không biết là tình hình là có em nhắm em ấy có trụ nổi với em không? Chắc nổi. Nổi hả? À, vậy là nhìn người cũng nói là ok ha, về cái vấn đề này kia là ABC là ok. Nói chung giờ em thôi, giờ nói chung nói chứ đừng buồn chứ thiệt. Giờ trong thời gian này em không muốn mà lập tình cảm với ai hết. Ừ. Chỉ muốn con em thôi. Tại con em vợ đang thiếu tình thương của người, thiếu tình thương của mẹ rồi, em sẽ bù đắp cái tình thương đó cho con em nó được nhiều hơn nữa chứ giờ không được. Hay là em ấy em chưa có con mà ở với chồng 2 năm rồi không có con, hay là em làm phước đi em ấy cho em một đứa. Để chục, để 5 đứa nữa là đủ chục rồi. Lại bỏ đi nữa chắc em tự dẫn luôn anh. Thì nói chung nó vợ thôi, nói nhắn gửi đi em 29 tuổi nè, nói em còn trẻ lắm, hãy 29 tuổi tương lai còn rất là nhiều, tương lai phía trước còn rất là nhiều, đừng có mà thương tình cảm em đó, không dành cho anh là rất, anh trân trọng rất là quý, anh sẽ nhận cái tình cảm này của em. Anh khuyên em á, ngoài xã hội này nhiều người đàn ông còn trẻ đẹp, tương lai nó còn sáng hơn nhiều. Anh đây con 5 đứa mà có ngày chỉ làm đau đầu vô chỉ biết con thôi. Thấy không? Em cũng nên suy nghĩ kỹ lại đi. Lời mình chọn một người để đầu óc đi gói với mình với phải suy nghĩ thật kỹ lại chứ đừng có suy nghĩ vội vàng, sau này khổ lắm, thôi không kịp đâu. Anh cũng đã từng trải rồi. Đó, mong em suy nghĩ kỹ đi, với lại trong thời gian này anh không có chấp nhận tình cảm một ai hết. Em cũng đừng buồn anh. Đó mà em hãy suy nghĩ cho kỹ đi, em còn rất là trẻ, rất là đẹp, mình dễ thương lắm. Rất là nhiều người đàn ông tốt hơn anh nhiều, với đẹp đó, rồi tương lai sau này sáng lạng hơn. Thì
Thì trước đó em ấy cũng chị cũng có rất là nhiều đàn ông nụ cười còn sắc đẹp hơn anh nhiều. À. Đâu phải vì nụ cười mà anh em thích. Đó. Chung vậy đi. Thì trước đó em ấy cũng là có một đời chồng rồi mà bị quấn đập dữ lắm, nói chung là thằng chồng vũ phu. Nói chung kiếm lựa đàn ông mà đừng có ăn nhậu là không có vũ phu à. Ừ. Chứ đàn ông đánh đàn bà thì không, không được. Nó đánh một ngày 3 lần. Nói chung là nếu mà đàn ông, đàn bà phải bị hòa mình phải cưng chiều, nâng niu đó mới được đúng. Ừ. Đàn bà phụ nữ mà. Nó phải sinh ra để mình đánh đập đâu. Phải nói đến là cái em cô giáo 29 tuổi này là hồng nhan bạc phận. À, rất là xinh xắn và tuổi đời rất là trẻ luôn, mới lấy chồng về được 2 năm thì là bỏ mà chưa có con luôn. Rồi bây giờ là ở với gia đình là cha mẹ luôn, mà em ấy là làm lương tháng 8 triệu cũng có điều kiện, nói chung là cũng đủ chi tiêu ăn uống này kia. Tương lai rất là sáng. Rất sáng lạng ha. Đừng có suy nghĩ kỹ đi, đừng có mà dạng mà lao vô em như là tương lai cũng như là u mờ luôn đó. Nói chung là em cân nhắc chứ đừng có lao vào một thằng đàn ông đã bị vợ ruồng bổ như anh. Rồi trên trên răng dưới dép, trên răng trên răng dưới bình xăng. Trên răng mà răng còn mất hết một mớ nữa rồi. Nhưng mà khoái nụ cười cũng hay. Là khoái cái nụ cười tươi rói của Nhật. À. Nụ cười xuống răng sao kỳ vậy ta? Lại thích cái đó mới đau đầu chứ. Nụ cười xuống răng mà người ta thích anh. Không biết là lý do vì sao mà em lại nói là để dạy răng luôn quá, khỏi làm luôn quá. Đúng rồi. Giờ làm lên hàm răng có khi lại không có ai thích. Đúng rồi, cũng không thỉ luôn á. Nụ cười xuống răng mà có người thích là dữ dằn rồi đó. Chắc là bữa nay em ấy mà có nghe được cái lời nói của Nhật như thế này thì chắc em ấy sẽ rất là buồn và sẽ khóc hết nước mắt. Khi mà Nhật nói như vậy, không phải là Nhật từ chối cái tình yêu đó mà Nhật là nghĩ cho tương lai của em. Đúng rồi. Và mong cho em là cứ bình tĩnh trong bình tĩnh thời gian sắp tới thì rồi. Nghĩ đây đi. Chứ anh đàn ông mà là được rồi đó. Phải mà đó. Sợ là em ấy là khổ thôi, em không muốn một người con đàn bà con gái nào sẽ khổ nữa. Đúng rồi. Thiệt. Vì mình đàn ông mà mình đâu có lỗ lã gì đâu. Cái ok lên lỡ lụt đụng thôi cái gì đâu. Mà em không muốn hậu quả sau này là mình ăn ở thì sao phải mình cũng như cái phê em mấy tương lai vô đây em là khổ lắm thiệt, không có sáng lạng gì hết á. Nhiều người đàn ông xã hội này đó rất là kiếm một người đàn ông không đó, tìm hiểu cho kỹ thì hãy lấy người đó, đừng có mà vội vàng lấy người đàn ông giống như hiện như điển hình như chồng cũ của em đó đâu. Quýnh đập mày nọ cũng là nguyên nhân mà dội vàng đó mới xảy ra hiện tượng như vậy. Ôi, tuổi em đó còn mới 29 nè, rất là trẻ, tương lai sau này còn nhiều lắm, thì trên xã hội ông còn rất nhiều mà lại có mình em. Con người có học thức đó, đi làm giáo viên thì là học hành rất là cao á gì đó. Nhưng mà phải nói đến rằng là em rất là có duyên với lại em ấy, nói chung lại thêm một cái duyên nữa để rồi mà có một cái cuộc gọi điện trực tiếp với anh như vậy để mà mở cái lòng luôn, là không ngại ngùng gì mà nói rằng là em không ngại một cái rào cản gì để đến với anh Nhật ấy, chứ không phải anh đâu nha, không phải anh Lực đâu nha. Đấy. Đó là hỏi là coi như là em thích anh Nhật ở điểm nào. Là coi như là nụ trả lời cười. Liền luôn đó thì trả lời liền luôn là nụ cười của anh Nhật đã làm cho em sao xuyến. Thực sự là anh Nhật có một cái sức hút không, nhưng mà anh nghĩ rằng là không phải là em ấy thích cái nụ cười của em đâu. Nhưng mà còn thích rất là nhiều thứ, mà đặc biệt một cái thứ khác nữa là ở trên con người em, nói chung là nhiều cái nữa là thích. Thì nói chung là toàn bộ tất tần tật những cái thứ cái gì người em thường ta nói trên nhà dưới bình xăng thích gì. Sao thì thích răng mới thích bình xăng. Thì thích nụ cười. Rồi thích cái bình xăng thì là đụng đẻ tại em ấy cũng chưa có con mà 29 tuổi, chắc là rất thích có một đứa con. Mà thấy em mắn đẻ như vậy cho nên là muốn đến với em. Giỡn thì thôi, nãy giờ nói gì đó. Thôi em ấy tìm người khác đi, thì không phải là chơi ba gì. Em ấy rất đẹp, rất là dễ thương luôn á. Là có xem thấy đẹp hơn vợ em luôn á bộ. Đẹp hơn luôn á. Nhiều luôn, trắng nấu, mặt cười có gì 2 đồng tiền sâu húm. Đúng rồi, má đúng đồng tiền nữa. Đẹp. Đó có duyên mà độ tuổi là rất là đẹp luôn. Với 29 tuổi rất hợp với Nhật tuổi thanh xuân mà thì không có thời gian như vậy thôi. Là 29 là lớn hơn vợ Nhật bao nhiêu ta? 3 tuổi gì
lớn 3 tuổi. Đó, người lớn ta. 3 tuổi hả? 29 mà vợ cũ bạn. 29 mà chưa. À, à là vợ cũ 96 hả? Gái gái đang son luôn á, mà đâu ai như vợ Nhật năm được năm lứa rồi. Bên kia người ta 29 tuổi là chưa có đứa nào. Đó. Vợ Nhật 96 là như mày 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 hành mày hành con người ta cũng dữ quá mà. Chập cái gì đâu mà chập. Về mà cứ gặp đụng đẻ chết rồi. Mà trong lúc người ta cần á đụng đẻ thì mày lại không mở rộng cái vòng lòng nhân ái của mình ra cho người ta lấy một tí cũng được. Thì mày thử đụng cái cho người ta đẻ đi. Đụng ai đẻ? Hai chúng nó lâu sau đứa đầu đụng cô gái 29 tuổi. Ở ở nhiều người lắm lâu, người nhiều người lắm rồi phải riêng mà năm mình em đâu. Bình Định, Bình Định. Mang tấm lòng thương anh Nhật. Phải nói đến là rất là cao cả luôn, mà rất là dũng cảm luôn á, phải nói đến dũng cảm như thế là chị Thắm á. Có thể là lắm á. Nói là lên gặp luôn là cần thiết em vô gặp luôn. Sếp thời gian là coi như là sẽ xuống tận nhà của anh Nhật cái nè, là coi như là gặp anh luôn để coi như là cho anh nói chuyện. Thôi, dù mà thời gian này chứ khoan đi. Khoan đi ha. Làm thì anh chị cũng nói là để cho anh giải quyết xong hết những cái giấy tờ gia đình đi. Nói chung phải không, là cách tốt nhất á, nó phải là không phải là giờ là từ chối chị ba gì. Em này nè, tổng thể là em còn rất là trẻ, rất là đẹp. Tương lai còn nhiều lắm, nhiều người đàn ông lắm. Chứ đừng có suy nghĩ mà dạng là về ở bên em là tương lai cũng như là không rồi đó, như là quỷ hoại tương lai luôn đó. Chỉ biết làm lao đầu vô con thôi chứ biết đủ hơn chứ. Ở đó mình tính tới chuyện tương lai sau này cũng được đâu. Em già là em là không thương em đó, là kêu muốn kêu em đó suy nghĩ kỹ lại đi. Chứ mình đàn ông mà đâu có sợ lỗ mất mát gì đâu. Rồi ví dụ như sau này mà em ly dị vợ thì em ấy suy nghĩ kỹ lại là vẫn muốn đến với em thì như thế nào? Có đồng ý không? Cho cơ hội không? Nói chung là giờ không có nói trước được. Nhưng mà em phiên với là em nói như vậy đó. Đừng có hy vọng vào anh nhiều. Đừng có nên mà là cho cái tuổi thanh xuân mình nó theo đợi theo một người như em vậy thì đừng làm mất đi cái tuổi đời đang còn đẹp đẽ của mình vì đúng một rồi, cái thằng khô rách áo ôm như anh ha. Chính dân với bình xăng là cứ lên như vậy. Em đàn ông tình cảnh gì sợ gì đó cứ lên lụm thôi chứ muốn đẻ không đẻ thôi chứ đúng không? Mình tự nhiên mà em. Nhưng mà em nó rất là dễ thương, rất là trẻ, em rất là quý cái tình cảm vậy mà nên suy nghĩ kỹ ra đi. Nói chung là về với anh bây giờ là em sẽ khổ lắm. Rất là khổ. Nhưng mà giờ người ta đồng ý luôn, người ta chấp nhận chịu khổ luôn, đồng cam cộng khổ với anh luôn. Mà em không muốn người ta khổ vậy em, nói chung vậy. Một mình em khổ được rồi. Em thấy người khác khổ nhưng mà chịu không có nổi. Chịu không có đặng hả? Không có đặng được. Căng. Mình đã trong cái hoàn cảnh khổ rồi. Người khác sung sướng mình vui chứ. Lẽ lôi lầu người ta vui, có khổ như mình nữa, không được tội lắm. Thế ra là tất nhiên là ngày hôm nay là anh Nhật có một cái sự thay đổi rồi. Hãy nói đến là cái cuộc tình của anh Nhật nó rất chi là lằng nhằng rắc rối, từ cái cô vợ đầu cho đến là các u rồi bây giờ là các em. Ở đây 29 là cái bằng các em thôi nha mọi người. Chứ chưa lên hàng u được. Chưa được u đâu, 30 đâu lại u cho lên 30 tuổi cho lên. Mà lại làm giáo viên nữa thì mình cảm thấy là không biết là cái sự thật nó như thế nào, nhưng mà qua tính cách nói chuyện thì chắc có lẽ tí nữa Lực Tàng sẽ gọi điện cho em ấy rồi Nhật nói với em ấy một tiếng ha. Tại vì em ấy cũng rất là trông chờ trong suốt ngày hôm qua đến giờ là chờ đợi cái cuộc điện thoại của anh khi để cho em gặp trực tiếp em ấy. Thì em có đôi lời gì mà em muốn nói thì em hỏi trực tiếp em ấy thì nó dễ hơn. Chứ còn tụi anh thì cũng muốn truyền tải lên đây để cho cô bác nắm bắt là cái quan điểm của Nhật khi mà đối diện với một người phụ nữ khác mà muốn về ở với Nhật trong thời điểm hiện tại bây giờ là cương quyết như vậy đó mọi người. Vợ chưa ly dị, con thì vẫn là con chung, chưa pháp lý chưa xong, rồi công việc chưa ổn định, cuộc sống rất là khó khăn vất vả cho nên là Nhật chưa tính đến cái chuyện yêu đương này nọ nữa, lăng nhăng nữa nha mọi người. Quyết tâm ở một mình vậy đã để gọi như nuôi con như đã, khi nào ổn định tính tiếp ha. Thì chắc chắn là trong thời gian sắp tới em nói với lại các u hoặc là các em thì để cho các em có hy vọng là trong thời gian sắp tới em giải quyết xong vấn đề rồi khi ổn định rồi lúc đó em lên tiếng thì em mở lòng là có mở lòng không? Không đâu, coi em lớn chứ nữa chứ coi mà nhỏ em chưa mở lòng. Thì đang nói là cái thời gian sau này đó. Sau này khi mà giải sau quyết xong xuôi hết rồi á. Sau này tới đâu hay tới đó chứ em không hứa trước thì được. Không hứa trước được. Chị tình cảm mà trời ví dụ ông trời sắp đặt mình sao mình đâu nhận lấy gì đâu mình biết được đâu. Như giống như giờ nè. Em ngồi đây nè, chịu gọi số chúng 2 tỷ sao đâu biết được đâu. Như vậy. Không biết được. Nên là không dám nói không trước về tương lai. Không nói trước được tương lai thiệt.
đó thì em 29 có nghe được thì em cũng thông cảm trong clip này. Trước cái clip này là trước cái clip mà anh gọi điện cho em là anh đã làm clip này đó, thì hy vọng rằng là clip sau anh sẽ điện và gặp trực tiếp được em. Thì anh không biết nói gì hơn về cái câu chuyện tình cảm của em với lại Nhật, nhưng anh chỉ là nhịp cầu nối để cho hai em gặp nhau đó. Và bây giờ là mọi chuyện quyết định thì do Nhật với lại em thôi. Nên trong thời điểm hiện tại bây giờ thì kể cả thằng Nhật có chấp nhận thì anh cũng không thể chấp nhận cho Nhật đến với một người phụ nữ khác. Tại vì những cái công trình này kia cô chú Mạnh Thường Quân gửi tiền với cho Nhật là cũng đã đặt cái trọng trách lên cho đôi vai của Lực Tàng rồi. Mà để xảy ra cái chuyện mà không hay, ví dụ như là gái gú này kia, khi câu chuyện gia đình chưa xong thì là anh là người có tội, đúng không? Cho nên là em cũng hết sức thông cảm. Mà nếu như Nhật nó từ chối trong giai đoạn này là anh cũng nghĩ thấy là nó hợp lý. Rồi sau này á, thì Nhật cũng có nói là duyên số đến đâu thì nó vồ lấy nhau, thì anh cũng chả nắm bắt được như nào. Nếu em có duyên với Nhật thì chắc chắn là em sẽ đến được với Nhật đó, đúng không? Tình yêu là nó vô biên giới lắm, nó có thể là vồ đến nhau bất chấp lắm, bất ngờ lắm đó. Nhiều khi tình yêu nó đến khá bất ngờ luôn, cho nên là không nó dự đoán trước được cái gì trong tương lai. Không biết đâu thằng Nhật ngày hôm nay nó ngồi đây, nhưng ngày mai thì có khi rằng là lái ô tô lái ô tô à, chứ không phải là ngồi trên con gà luộc với đĩa xôi à. Hả, nó là nói xui xẻo nhưng mà mình đâu biết được đâu mọi người, đúng không? Thì cái thời gian nó trôi đi đến đâu, thì thời gian thì nó sẽ chứng minh thôi, chứ bây giờ mình đâu có nói trước được cái gì. Nó trôi lúc nào nó trôi, đúng không? Đây là cũng phải nói xui đâu nha, anh không trù em lên bàn thờ đâu nha. Nhưng mà cái gì cái chứ cái cuộc sống mà sinh lão bệnh tử, không nó đến lúc nào mình... đó là rồi, hiển nhiên rồi. Giờ nay sống mai chết ai đâu biết được, đâu có lường trước được. À em cũng có rồi, nói là về đây em có thể là không ở đây mà Nhật cũng có thể là về dưới đó, ở rẻ dưới luôn, đưa năm đứa xuống luôn vẫn nuôi được luôn, thấy ghê chưa? Đem theo luôn á, đem thi luôn, đúng không? Còn nếu mà học anh mà không có đủ điều kiện cũng như là để đưa mấy bé đi á, thì nói chỉ một tiếng chỉ đánh chiếc xe từ ở trong đó mà chạy về tới đây rước đi về vẫn luôn. Thôi tí nữa hỏi ha, tí nữa hỏi coi là đây luôn á, đây không có lượng đâu. Nhưng mà chuyện giờ gái chứ tình cảm thì em không muốn nhắc đến nữa. Là cơ chị muốn giờ muốn sống với cô à. Thì anh cũng chỉ muốn nói với em như vậy thôi, chứ bây giờ thì tình cảm người ta dành cho em là nói chung á, hiện tại điện thời điểm bây giờ nè, muốn nhà cửa hoàn tất tươm tất hết này nọ, con cái em học hành hay gì đó dâu gì đó hết, chẳng rảnh rỗi thời gian này nọ sau này chứ tính tiếp chị nói với bây giờ không tính chị nói được. Thì mong với chị U là em 29-30 gì đó thông cảm, suy nghĩ kỹ đi, hạ bước đi vô cái nhà căn nhà của em thiệt. Như vậy là phủ phàng rồi đấy ha, nói chung là chưa biết được, anh chưa hứa trước được với em cái gì. Không em hứa gì luôn á. Em buồn em khóc thì mặc kệ em. Có buồn em cười cho em coi. À đúng rồi. Đâu, em cười á. Tại vì á là em thấy em nói là em thích cái nụ cười của anh. Đó, bây giờ nào thích á nói anh tí anh cười cho em coi. Rồi bây giờ anh sẵn, anh Nhật nó sẵn đây cười cho em mấy con cái nè, để em bắt cận cảnh nè. Rồi. Cười nè. Thôi cười chi. Cười cho em mấy cái em. Nãy giờ nhiều lắm rồi. Em mới thương là thương mình là cái nụ cười đây nè. Nè em đang bắt cận cảnh cái nụ cười của anh nè. Giờ anh cười nè. Rồi rồi vậy là thử hết rồi. Nè em đang bắt cận cảnh. Mấy thằng YouTube là nó cứ canh lúc thằng Nhật cười là nó chụp hình nha mọi người. Đó. Em đang canh rồi đó, anh cười một cái thôi là em mới thấy liền luôn á. Cười tự nhiên. Em mới thích. Ờ, cười tự nhiên. Em đâu thích đâu. Là em có nhớ anh hay này kia thì em cứ lên YouTube, không? Là em nhìn thấy là anh cười lúc nào là em sẽ được gọi như là sống trong một cuộc sống hạnh phúc lúc đó ha. Đúng rồi. Ừ, không cần phải đến với anh. Đúng rồi. Vì vậy thôi. Và thì thôi bây giờ là em có cái lời chúc gì cho em ấy trong thời gian sắp tới, nếu như mà duyên nó không thành hoặc là không đến được với nhau hay là như thế nào? Em chúc cho em đó sớm tìm được cái người mà ưng ý với mình, không? Với lại kịp tí kìm được thêm một hai đứa con xinh xắn. Đó là hai giờ là hai đôi bên được hạnh phúc, vui vẻ, làm ăn rất là có tiền giàu có, tương lai rất là sáng. Đó. Rồi mỗi khi em buồn lên mạng, đó coi anh, lúc nào cũng có trên mạng hết. Đó,
kênh anh Lực Tàng, anh hay làm anh Quỳnh Phi, cái kênh YouTube lên có anh Nhật Cười liền. Rồi khi đó rảnh rỗi em có thể em xuống em thăm anh ngoài đúng trực rồi. Tiếp ngoài đời cũng được ha. Đúng rồi. Được. Dẫn cái người chồng nó xuống ha. Đúng rồi. Và quan trọng nhất một điều là em phải chúc cho em ấy là sẽ có một người đàn ông biết cách bảo vệ che chở cho em chứ không giống rồi, như cái gã chồng vũ phu kia. Đánh em đập mỗi ngày đây 10 chồng thương mình yêu mình lo lắng cho mình từ ly từ tí cái mọi thứ như vậy. Lực Tàng cũng nói với mọi người như thế này, riêng về cái chuyện mà chồng mà vũ phu đánh vợ đồ này kia mà như cơm bữa như vậy á, thì Lực Tàng nghĩ rằng là những thằng đàn ông đó là những cái thằng đàn ông thối nát, những thằng đàn không ông xài không xài được cái loại đó, là cái loại dẻ rách, cái loại đồ đất củ chuối, cái loại vứt đi. Bắt đầu chửi rồi mọi người, lên dây cốt rồi. Thôi ngưng hãm lại ngay, không chửi nữa nha mọi người. Hãm ngay. Bạo lực gia đình đàn ông là vứt bỏ không xài được. Thì đó là những cái tâm tư mà Nhật muốn trả lời cho bên phía của em 29 tuổi, cô giáo viên ở tỉnh Bình Định nha mọi người. Thì cũng cảm ơn em rất là nhiều khi đã quan tâm đến năm đứa con của thằng Nhật, và cũng như là thằng Nhật, nụ cười của thằng Nhật và cái hàm răng cũng như là cái bình xăng của thằng Nhật. Thì nói vậy là ngày hôm nay thì thằng Nhật nó cũng đã nói rõ như vậy, thì em có nghe được clip em cũng... Nụ cười sưng. Nhật, cười như này, anh phải cười như thế là em mới thấy được, nó mới thương. Đáng điểm xấu dùng chỉ cười hoài nè, như em nè, anh biết vậy để anh vậy để lên cười đi mày cho anh biết vậy để anh dẫn đến đây lén em cho rồi, vô cho em một niềm vui bất ngờ này cho rồi đi. Giờ nói như thế này anh cũng cảm thấy nó hơi buồn. Thế em nói cho người ta một câu đi, là sau này mà anh ổn định, anh không còn dính líu gì đến tình duyên đôi lứa, mà anh không còn lo cho con cho cái nữa, thì biết đâu anh sẽ đến được với em thì em như thế nào, đúng không? Đó là mình cũng nói với người ta một tí. Em biết sao không? Nói chung thẳng em nó biết, nếu mình có duyên có nợ chắc chắn mình sẽ gặp nhau. Rồi cái câu đó là câu rất hay luôn mọi người, câu chốt hạ mà rất là hay luôn đó mọi người. Đó thì cũng mong em là vì cái câu này mà an ủi trong tâm trạng của em á lúc này ha. Đó thì có lẽ rằng là anh sẽ cho em gặp trực tiếp Nhật để em nói chuyện luôn. Bây giờ là chắc là em rất là hồi hộp rồi đúng không? Hồi hộp giật gân lắm rồi. Đang chờ lắm rồi đúng không? Em nhớ bốc máy nha. Nhớ bốc máy trong anh tắt cái clip này cái là anh sẽ gọi điện liền cho em nha. Rồi thì đến đây chắc có lẽ Lực Tàng cũng xin được tạm dừng clip, và clip sau thì mọi người sẽ nghe được em 29 tuổi giáo viên nói chuyện với một cái cuộc tình đẫm nước mắt, giữa cuộc tình giữa Nhật năm con vợ bỏ đi chưa về và cô giáo cô giáo cô giáo nha. Rồi ok, rồi, xin chào và hẹn gặp lại.